Xin chào mọi người, Akari đây. Tính từ tháng 8 năm 2022 cũng đã 2 năm mới được về Nhật. Thực ra mình cũng đã khá do dự về việc về Nhật á. Do lúc đó mình cần phải cách ly 7 ngày. Tuy nhiên, nhà Nhật đặc biệt, mình đã quyết định về. Dịp đó là cơ hội được về nơi khởi duyên với Việt Nam. Phải về Nhật ngay và luôn, nên mình đã về Nhật sau 2 năm rồi. Nơi khởi duyên với Việt Nam là nơi nào? Đó là mái trường cũ của mình, trường Lee Jae Myung Asia Pacific University. Mọi người xem video tại sao Akari lại quyết định đến Việt Nam sinh sống nha. Đợt này Akari được APU mời về tham gia bài giảng đặc biệt, nên video hôm nay Akari sẽ giới thiệu về mái trường xưa APU, những kỷ niệm với APU và những nét đặc sắc của Bipu và Oita. Và ở cuối video, tại không gian trường APU, Akari sẽ thực hiện thử thách không được về cho đến khi tìm được người Việt Nam. Mong mọi người có những phút giây thư giãn đến cuối video. Akari. Day 1, đến Beppu. Akari sẽ từ Osaka đến Beppu bằng con tàu này. Trường APU ở thành phố Beppu, tỉnh Oita. Akari sinh ra ở Osaka, nên mỗi lần đều đi bằng tàu Sunflower này, di chuyển hết 12 tiếng đồng hồ. Chắc mọi người nghe 12 tiếng xong bất ngờ lắm, nhưng rẻ lắm, chỉ tốn 8.250 yên thôi. Trên thuyền có thể vào tắm bồn rất là sạch sẽ, ngủ một mặt từ tối đến sáng là đến nơi. Akari rất thích di chuyển bằng cách này. Ngoài Osaka cũng có thể đến Kobe bằng thuyền. Di chuyển bằng thuyền đến vùng Kansai rất là tiện luôn. Dĩ nhiên cũng có thể đi bằng máy bay. Từ sân bay Oita đi Osaka mất 1 tiếng, giá rẻ nhất là 6.760 yên. Đến Beppu và được bàn đón chờ đến APU. Đến nơi, tại Tahara đã ra đón Akari. Sensei, taimashita. Yo koso okainasai, mattemashita. Phía ngoài và bên trong lớp học cũng có bảng nhiệt liệt chào mừng Akari. Thầy Tahara là người thầy dạy tiếng Việt đầu tiên của Akari. Sau lâu ngày, hồi ngồi đã có trò chuyện sôi nổi về chủ đề Việt Nhật. Mình mong muốn một ngày nào đó có thể xuất bản sách về tiếng Việt á. Thầy Tahara là tác giả của những cuốn sách về tiếng Việt này á, nên Akari đã xin ý kiến từ thầy và nhận được rất nhiều lời khuyên. Hơn thế, tháng 9 năm nay thầy ra mắt cuốn sách mới. Xin chúc mừng thầy. Cuốn sách mới này biện soạn về các phát âm của miền Nam, nên sẽ là đề xuất rất hay cho các bạn người Nhật đang sống ở miền Nam á. Mãi mê trò chuyện, đến lúc để ý thì đã tới giờ ăn trưa. Thầy Tahara đã mời mình ăn. Canteen tại APU nổi tiếng là đồ ăn ngon. Trước khi Covid, có người các công đến chỉ để được ăn ở đây. Không chỉ món Nhật mà có thể thưởng thức món ăn của nhiều quốc gia. Mình cho món cà tím chiên và cá tam bột chiên giòn. Món cà tím là món sinh viên trường APU siêu thích luôn á. Được thưởng thức lại hương vị quen thuộc, thật là tuyệt vời. Giữa trường, được gặp lại giáo viên nghiên cứu lịch sử Việt Nam nên đã ăn cùng. Mặc dù trường không có ngàn ngôn ngữ Việt Nam á, vậy mà lại có tới hai giáo viên siêu giỏi tiếng Việt, bất ngờ ghê. Xem nào, tối mới đến buổi giảng nên có tí thời gian tham quan Beppu thôi. Beppu không giống thành phố lớn như Tokyo, bù lại sinh hoạt phí rẻ và rất an toàn. Tại trung tâm thì có các siêu thị lớn, karaoke, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Hôm thế, Beppu là thành phố suối nước nóng nổi tiếng bậc nhất tại Nhật Bản vì số lượng nguồn nước và lưu lượng chảy đúng thứ nhất Nhật Bản. Hôm nay Akari đến nơi hơi xa trung tâm một chút. Tại thành phố Beppu rất dễ thấy những làn khói suối nóng ở khắp nơi.
Do lát nữa có thuyết giảng nên thay vì tắm onsen thì mình sẽ thư giãn với ngắm chân. Nằm trong làm ẩm có thể trong tiết thời đông lạnh là dễ chịu luôn đó. Với độ nóng của onsen cũng có thể thưởng thức các món hấp. Nào cũng đã đến giờ của buổi giảng. Đặc biệt lần này, Akai được trò chuyện với các bạn sinh viên ưu tú đang tham gia chương trình Honors Program for Global Citizenship và Global Citizenship Program. Nên là rất hồi hộp luôn. Mình có nghe bảo là do sắp thi nên sinh viên tham dự cũng ít. Thực tế thế nào nhỉ? Akai được cô giáo thư người Việt Nam giới thiệu. So Miss Akari is actually an APU graduate. She graduated from APU in 2016 and she had a really interesting and unique journey after her graduation. Hello everyone. Does anyone here from Vietnam? Có hai người. Uzbekistan. Mm-hmm. What about you? Mongolia. Wow. And India. Oh. Tiếp theo là thời gian mình nói chuyện. Như thế là Akari đã được trò chuyện với nhiều sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Mình được nghe bảo là tính đến mùa thu năm nay có hơn 100 quốc tịch. Không hổ danh là trường đại học quốc tế. Lần này, Akari đã trò chuyện với các bạn về hai nội dung chính. Lựa chọn của bản thân mình để có được hạnh phúc. Những khó khăn đối với người nước ngoài khi sống tại Nhật Bản. Mình luyên thuyên khoảng 50 phút. Vậy mà mọi người rất chăm chú lắng nghe đến cuối cùng. Còn đặt rất nhiều câu hỏi nữa. Chọc rằng ra thì cũng đã 80 phút trôi qua. Thank you so much. Cuối cùng, trò chuyện với các bạn một chút. Trong đó, có bạn sinh viên người Việt Nam đã nói là một trong những lý do mà em chọn APU là vì chị Akari đã tốt nghiệp ở đây. Có bạn sinh viên người Nhật đã vừa khóc vừa viết thư vì rất vui được gặp mình. Mình thật sự xúc động đến mức đầu óc hơi hoảng. Được gặp mọi người, thật sự quá vui. Mọi người, xin cảm ơn rất nhiều. Day 2. Xin chào buổi sáng, hôm nay là ngày thứ hai. Akari từng làm part-time tại lữ quán có tên khu nghỉ dưỡng Yamada này. Và hôm nay là lần đầu tiên Akari được chờ với tự cách là khách. Lữ quán thực đẹp này có lịch sử dài, lát nữa mình sẽ giới thiệu kỹ hơn nhé. Đầu tiên phải ăn sáng đã. Ngon quá. Ăn một phát sạch luôn. Tiếp theo đến APU thôi. Hôm nay Akari sẽ đi dạo qua ngôi trường mến yêu. Và đặc biệt APU có ngành học mới nên mình sẽ đi hỏi thăm thử. Vì Akari gần đây cũng đã bắt đầu học cao học ngành Việt Nam học nên Akari rất quan tâm không biết ngành học mới sẽ học những gì. Trong lúc chờ người phụ trách phía văn phòng, mình đã phát hiện ra tài liệu này. Số dữ liệu của APU. Tính đến nay đã có sinh viên quốc tế từ 161 quốc gia và lãnh thổ đứng APU. Những con số thế này thì chắc chắn phải là top Nhật Bản. Mặc dù là Nhật Bản nhưng mà môi trường như thế này thật quá xa xỉ nhỉ. À, phụ trách văn phòng ăn Miwa đến rồi. Akari đi hỏi liền đi. Khoa mới, du lịch phát triển bền vững. College of Sustainability and Tourism. Giống như cái tên, khoa này sự kết hợp giữa du lịch và xã hội bền vững. Và đặc trưng lớn nhất là có thể chủ động lựa chọn và học trong chính khối kiến thức sau. Nghiên cứu môi trường, quản trị tài nguyên, phát triển quốc tế, nghiên cứu du lịch, quản trị ngành du lịch, quản trị khách sạn, doanh nghiệp xã hội.
phát triển vùng và địa phương, hệ thống thông tin và khoa học dữ liệu. Đối với sinh viên đã làm rõ định hướng nghề nghiệp tương lai, thì có thể tự thiết kế cho bản thân những lĩnh vực học phù hợp. Hoặc đối với những sinh viên thử học theo lĩnh vực mong muốn, cũng là cơ hội để tìm ra được lĩnh vực mình có thiên hướng hay lĩnh vực yêu thích. Vốn dĩ có những ngành học như quản lý quốc tế APM hoặc là học về quan hệ quốc tế, văn hóa, xã hội, truyền thông và kinh tế toàn cầu, nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương APS. Và khoa mới lúc nãy, mọi người có hứng thú với khoa nào nhất? Nhân trên, thật ra Akari từng học APS, nên Akari từng có nghiên cứu môi trường học, nên gần giống với khoa mới hơn. Tiếp theo, thử dạo loan quanh trong trường nào? Mình định sẽ chìm đắm trong hồi ức, nhưng mà nửa trường có việc rất bất ngờ. Điều đó là gì nhỉ? Chúng ta cùng đi khám phá nhé! Kiku! Ký túc xá AP House. Bắt đầu từ ký túc xá của trường đại học nhé. Ôi, thiệt là ngố nghiêng. Akari nhớ cái thời 18 tuổi, lần đầu tiên xa nhà để sống một mình. Nhớ lúc đó Akari hồi hộp lắm. Ký túc xá ở AP được gọi là AP House, có một phòng đông một người như thế này. Và cũng có phòng chung dành cho sinh viên Nhật và sinh viên quốc tế. Sinh viên Nhật và sinh viên quốc tế năm nhất đều có thể trọ tại AP House. Giá thuê là 50.000 yên một tháng. Vào năm sau, năm 2023 sẽ có ký túc xá mới to hơn. Thiệt là nghiên tị. Điểm đặc sắc của AP House là sinh viên Nhật và sinh viên quốc tế mới ngại đều có thể giao lưu với nhau, có thể cùng nhau nấu ăn tại bếp chung chẳng hạn. Dạ, tặng nhận cho nam sinh có cả máy tập cơ thể. Ngoài ra, chắc sinh viên quốc tế mới đầu sẽ không quen, nhưng mà bồn tắm siêu to, ngầm mình cùng với mọi người rất là thú vị. Còn mình thì hồi trước thường hay chơi bốn bạn ở đây với nhiều người. Kế tiếp là siêu thị. Akari đã thường hay tới đây mua đồ ăn vào giờ nghỉ giải lao. À, chính là cái này nè. Cơm nắm gà rán này là món khoái khẩu của Akari. Ở đây có bán sách giáo khoa nè. À, có rồi, sách giáo khoa tiếng Việt. Có 4 cấp bậc. Akari học tuần hết cấp thứ 2 thì tốt nghiệp. Và đây là thư viện. Không gian rộng rãi, có khu vực họp, phòng thuyết trình, v.v. Có rất nhiều khu vực khác nhau. Mình đã thường ở đây thốt lên, chết rồi, vừa mẻo vừa biết báo cáo. Tiếp theo là chỗ này. Trong tòa có phòng họp, có khu để giao lưu ngôn ngữ. Nơi đầu tiên dạy cho Akari từ xin chào tiếng Việt chính là ở đây. Lúc đó Akari 18 tuổi mới nhập học. À, phát hiện được cuốn sách tiếng Việt. Ở đây cũng có nè. Và đang định đi khỏi đây thì bắt gặp bạn sinh viên Việt Nam. Ủa? Em tên gì hả em? Khi nào tới APU? Em tới năm 2019. Ồ. Oh. Trời ơi, rất vui được gặp. Ủa, em có biết? Em chị Akari. Konnichiwa. Konnichiwa. Urishi. Arigato. Cảm ơn nhiều. Bye bye. Chị biết em về chợ. Cảm ơn nhiều. Em muốn xem nhưng mà em chưa có về được đấy. Đúng rồi. Khi nào mà được xem thì cảm ơn nhiều. Bye bye. Thiệt không ngờ lại có thể gặp sinh viên Việt Nam ở đây. Mình lên kế hoạch, lát nữa sẽ làm thử thách tìm người Việt Nam. Ai vậy chứ, khi thực hiện thì gặp được mắt tiêu rồi. Nhưng lát nữa mình vẫn sẽ thực hiện thử thách. Cuối clip sẽ có kết quả thử thách thành công hay không, mọi người nhớ đón xem nhé. Sau khi thỏa thích tham quan trường của APU,
mình đã trở về Lũ Quán rồi đây. Lúc nãy mình có giới thiệu qua Lũ Quán này là nơi mình từng làm part-time. Khi là sinh viên năm 2, mình đã yêu Lũ Quán này từ cái nhìn đầu tiên. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng vào năm 1930, được xây dựng dung hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và kiến trúc phương Tây. Nhớ lúc đó là không có tuyển part-time, nhưng mà Akari vẫn xin. Xin hãy cho tôi làm việc ở đây. Và rồi nhà Akari vào làm thật. May là không bị bắt đổi tên thành Sen. Dĩ nhiên, khi nói đến Beppu thì phải nhắc đến onsen. Mình sẽ mặc yukata và ngâm tắm bụng lộ thiên của Lũ Quán Yamada. Kiểm tra độ nóng của nước, cởi yukata và chuẩn bị vào ngâm. Trước khi xuống bụng nhớ phải tắm toàn thân thiệt là sạch sẽ nha. Tiếng nước chảy của suối nước nóng, bồn tắm lộ tiếng chiến đấu, xung quanh là thiên nhiên sang và bầu trời, không còn gì tuyệt vời hơn. Ngâm suối nước nóng xong, làm mắt một tí. Bà chủ đã chuẩn bị sẵn nước mơ ngon ngọt cho mình. Cảm giác làm khác sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người cũng thử đến trải nghiệm nhé. Buổi tối, mình đến chơi nhà cô Mahichi, người Iran. Cô đã giúp đỡ mình rất nhiều trong chuyên đề nghiên cứu môi trường học. Đã 4 năm rồi mới được gặp lại cô. Chuyên đề nghiên cứu là môn mà chỉ có một số sinh viên ngành học nhất định được học. Trong đó sinh viên sẽ nghiên cứu về chủ đề bản thân quan tâm hoặc là nhận được chủ đề rồi viết luận văn. Tại APU, qua những chuyên đề có thể làm cho khoảng cách với giảng viên gần hơn. Như cô Mahichi giống như một người mẹ hiền dịu ấm áp, điều gì cũng thảo luận được. Hôm nay mình sẽ cùng hai bầm bảo bối thưởng thức món Iran của cô. I cook. It's Oito Organic Market pumpkin with rice with some cinnamon and butter, of course, butter and salt. Cơm bí đỏ này bị khít nên cô bảo là đừng có quay. Nhưng mà rất rất ngon nên I carry quay luôn. Ngoài ra còn có món cà tím xào. Các phần hậu bổi có nấu thêm khổ qua và khoai tây xào nữa. Thầy Akari là sinh viên, cũng đã từng cùng các bạn sinh viên nghiên cứu mở tiệc tại nhà như thế này. Món ăn Iran của cô ngon lắm luôn đó. 4 năm rồi mới lại được thưởng thức. Thiệt là hạnh phúc quá đi. Vì nghiên cứu môi trường nên mọi người đã cũng thảo luận rất sôi nổi về phiên chợ hữu cơ ngày hôm sau. Và ngày hôm sau, mình đã đến trở lại nơi khởi duyên bài nghiên cứu môi trường với cô Mahichi. Nông trại Kandori, vườn trái Yuzu. Buổi chiều đến nơi là lập tức cùng mọi người làm BBQ. Hai vị tại nông trại Yuzu này xem miệng và bạn Phúc, người Việt Nam, như con gái của họ vậy. Bác hàng xóm mong Akari vui nên đã mang tôm, thịt nai, rau củ rất ngon đáng. Còn chuẩn bị pháo hoa cầm tay cho Akari nữa. Đây thật sự là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau, vì cũng một thời gian Akari chưa về Nhật, nên đã được dẫn đến thác Harajiri, gọi là Niagara của Oita. Đi từ Beppu đến đây, bạn xe hơi mất khoảng 1 tiếng 15 phút. Giữa đường còn thưởng thức kem mềm hương nấm đông cô. Ngon ngoài tưởng tượng. Thác Harajiri hùng vĩ. Ngay kế bên là vùng nông thôn có cổng Torii. Cảm giác giống như đang ở trong phim hoạt hình Kimi no Na wa vậy. Và trên đường về, mình có ghé chào hỏi gia đình trồng lúa.
bởi vì 8 năm trước, thời Akari còn là học sinh, Akari có thiết kế bao gạo và họ đã trang trọng nó cho đến tận bây giờ. Gặp hỏi ra nghe rất bất ngờ, Hồ đặt giải quán quân cuộc thi nấu cơm toàn quốc năm 2020. Cùng năm, được chọn làm gạo danh lên hoàng gia và bao gạo cũng đã được gửi đi. Nghe được tin tốt như thế này, thật sự cảm thấy hạnh phúc ly. Mọi người hãy thưởng thức gạo hương núi Yamaga, gạo Yamaga Yuki no Kai cực kỳ thơm ngon. Vào buổi sáng của ngày trò cuối, hôm nay Akari được thưởng thức rau củ trồng từ farm bốn rong biển. Đầu tiên, bắt đầu từ việc thu hoạch cà chua bi dùng trong gia đình. Cà chua bi đỏ au tròn đẹp, nhìn thôi cũng thấy ngọt rồi, chắc ngon lắm. Tiếp theo là trái yuzu, còn hơi sớm để thu hoạch. Đến mùa đông thì trái sẽ chuyển sang màu vàng tươi. Phân bón rong biển được thay cho phân hóa học, nên trái yuzu sẽ ít đắng hơn yuzu thông thường. Ăn chấm với mật ong là ngon ngắt ngay luôn. Nghe nói là sô-cô-la thường hành nổi tiếng ở Tokyo cũng dùng yuzu nộm tại Kandori này. Thầy và cô Kandori cũng đã từng giảng dạy tại APU. APU không chỉ mang tiếng quốc tế mà còn giao lưu với các địa phương như thế này. Akari cũng muốn nói về chuyện đề phân bón rong biển từ nghiên cứu thời sinh viên, nhưng mà đặng lực bỏ. Ít nhất thì muốn mọi người biết đồ ngon tuyệt hảo này. Mọi người nếu có dịp hãy thưởng thức nhé. Kandori-san, cảm ơn vì thời gian vô cùng hạnh phúc. Day 4. Và cùng đến ngày cuối cùng, Phúc, người bạn đã giới thiệu Việt Nam cho mình. Sau khi tốt nghiệp APU, Phúc đã ở lại sinh sống tại Beppu và kinh doanh quán ăn Việt Nam mang tên Kuponosu. Hiện nay Phúc cũng đã thành lập công ty riêng chuyên về viên phiên dịch, ngoài ra còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác. Hôm nay cuối cùng Akari cũng có thể đến quán ăn của Phúc. Phở ở đây không chỉ có món chủ đạo là phở bò, phở gà, mà còn có món phở mà Phúc tự biến tấu, nét đặc trưng và độ ngon món của Phúc. Nói ở đây thì không kể hết, Akari sẽ chia sẻ ở video sau nha. Mọi người nhớ đón xem. Phúc là sinh viên người Việt Nam đã tốt nghiệp APU. Ngoài việc chuyên doanh quán ăn, Phúc còn mở công ty dịch thuật, vừa ở Nhật Bản, vừa hoạt động ở nhiều lĩnh vực tại nhiều khu vực khác. Người Việt Nam ở Nhật Bản và người Nhật Bản ở Việt Nam, cứ như thế, dù là xa cách về mặt địa lý, nhưng thật đấy lòng rất trân trọng và hạnh phúc người bạn này. Akari thật sự cảm thấy rất may mắn, thật tốt khi gặp được Phúc ở APU. Thời gian vui vẻ tại APU trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến lúc chào tạm biệt. Mình sẽ trở về Osaka bằng thuyền. Nhưng cô chú nông nhân, Phúc và những người bạn, 6 người và một chú cún đã đến chuyến Akari. Ôi, hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi. Từ tận đáy lòng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Như thế là đã 2 năm rồi Akari mới được về Nhật. Do trường cũ APU đã gọi Akari về tham gia buổi giảng đặc biệt, và mình đã có những giây phút cực kỳ hạnh phúc. Video lần này đầy ắp những điều mà Akari muốn chia sẻ, muốn mọi người biết, nên video cũng khá dài dòng. Không biết mọi người thấy như thế nào? Hãy comment phía dưới về điều mà mọi người ấn tượng nhất hoặc cảm nghĩ của mọi người nhé. Và cuối cùng thì mọi người xem thử thách tìm người Việt Nam. 今からベトナム人と会えるかやってみたいと思います. Bây giờ Akari bắt đầu tìm người Việt Nam ở đây. Nhưng mà Akari thấy rất là ngại, tại vì ở đây rất là nhiều người và không biết ai, không biết tìm được những người Việt Nam ở đây hay không. いないかな. ちょっと目を合わせて、目が合う人に。おっとなれば。え？目を合わせておっとなれば。おっとなれば。おっとならないかな。ならないかな。やばい、人見知りなの忘れてました。今更。恥ずかしい、どうしよう。
分にチャレンジする企画になってきてます。そうですね。誰かいないかな。誰かいないかな。日本人っぽいな。どっちがいいですかね。こっちかこっちか。どっちでしょうね。こっちですかね。こっち。彼女ベトナム人っぽいかな。違うかな。でも彼女。うん。行ってみよう。違うかな。Excuse me. Bạn có phải là người Việt không ạ? Oh, 一発で. Oh, chị là người Nhật mà đang sống ở Việt Nam và bây giờ đang quay YouTube và đang tìm một người Việt Nam ở đây. Mà rất may được gặp một người bạn Việt Nam ạ. Mà có thể quay video được không? Ok, ok. Cảm ơn rất nhiều nha. Chị nói tiếng Việt hay không? Dạ, cảm ơn nhiều. Bye bye. Thử thách thành công. Mặc dù bạn ấy đang rất vội nhưng vẫn tiếp chuyện với Akari. Thật rất cảm ơn, thiệt rất cảm kích. Và như thế video hôm nay đến đây ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhấn nút đăng ký để ủng hộ Akari nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.